Uống xong cà phê thì nhớ đừng vứt phần bã đi nha. Để lại và học theo những mẹo với bã cà phê mà Hà Lan sắp giới thiệu sau đây nè. Sơ chế cá tươi xong thì tay ám toàn mùi tanh của cá. Đã có bã cà phê ở đây có tác dụng hấp thụ và loại bỏ mùi hôi cực tốt. Mình chỉ cần rửa tay lại với bã cà phê thì mùi tanh sẽ biến mất thôi nè. Wow. Tương tự như vậy là công dụng khử mùi cho giày và tóc với mùi hôi khó chịu nha. Mọi người có thể cho bã cà phê vào trong túi lọc, xong rồi bỏ vào trong tóc hoặc là giày dép bằng bã cà phê khô. Qua một đêm thì bã cà phê sẽ hút mùi. Các bạn có thể áp dụng mẹo này ở trong kệ dép kính, hoặc là ngăn kéo, hoặc là trong xe ô tô, hoặc là bất cứ nơi nào cần có khử mùi hôi nha. Mọi người đã biết bã cà phê cũng có tác dụng tẩy tế bào chết cho da chưa? Ở đây Helen sẽ trộn cà phê với một ít mật ong hoặc là dầu dừa rồi xoa đều lên da, làm đẹp vừa hiệu quả vừa tiết kiệm là đây chứ đâu xa nữa. Bật ngay chế độ truy tìm bã cà phê còn dư ở nhà, xem thử có áp dụng được những mẹo này không nè. Từ nay mọi người nhớ là